chung cà phê đó. Đi. Mày đang đâu? Mày đang đâu? Đang tới cà phê. À, mày đang tới cà phê luôn ghê. Đi vô cà phê luôn nè. Hay lắm Cun ơi, hay lắm Cun ơi. Em chạy đi đâu Cun? Tao bắt được Cun rồi. Hay lắm. Thằng Cun nó im lặng rồi. Tao vô lên lớp, bây giờ tao làm lên lớp, bây giờ tao gặp được nó rồi. Tao đua cho mày à. Rồi, bắt được rồi. Yeah. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Mình là Bom Bom. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kìa. Thì hôm nay các game lại sẽ chơi Roblox 2 and Sit. Thì đó giờ là mình chơi theo kiểu là Propin và 2 and Sit. Nói chung là thể loại 2 and Sit đó là không bao giờ đủ 4 người đó. Nhưng mà bây giờ là đã đủ 4 người, nguyên một team luôn. Ghê dở, ghê dở. Thì hôm nay là game nó sẽ như thế nào đây? Thì game này là nó 2 and Sit là nó có siêu năng lực nha mọi người. Nói chung là mình cứ lượm mấy cái hộp Lucky Block rồi nó cho mình cái ability đồ hết. Đúng rồi, nó giống như Lucky Block Battle Round vậy các bạn. Cứ cho một cái thùng cái Lucky Block là nó sẽ cho mình một cái siêu năng lực ngẫu nhiên. Cun, thằng Cun. Rồi, Cun làm. Xanh lè luôn. Ôi nạ né thiệt luôn hả? Thôi tao đi trốn đây. Trốn đi. Ôi, khó nha, sao chơi? Bình tĩnh nào. Tự tin lên nào. 40 giây nữa là vào đó. Mặc dù không biết trốn được hay không nhưng chúng ta phải, cũng phải sang lên ba. À sang chảnh lên phải không? Ừ. Là không biết trốn được hay không mà cũng phải sang lên. Dâm ba thằng Cun đồ quỷ. Đúng rồi, phải vậy đó. Chơi mà, nó đang làm sao, anh trốn đi. Ê, sao? Sao lọ? Không, con nghĩ cái này chắc cũng có chỗ trốn mà. Ồ, vậy là đi trốn rồi xa luôn. Đó, trời ơi, có một đứa nó đi theo con rồi. Mà một đứa. Thì nó là hiển nhiên rồi anh ơi. Tìm chỗ trốn đi, tìm chỗ trốn đi. 2 giây nữa. Bùm, 2 giây nữa thì được cái gì? Thấy em đeo nè. Không được, đứng đây nguy hiểm quá. Kiếm chỗ nào đứng đi, kiếm chỗ nào đứng đi. Em đang kiếm hả? À thấy rồi. Không, em khỏi cần tìm. Em cứ làm, em cứ đứng chơi là được rồi, không cần tìm đâu. Và bây giờ mày bỏ mặt, mày đang đứng nó bắt đầu bị. Lộ lắm mày ơi. Lộ lắm. Lộ lắm hả? Tao thấy con này kìa, đang chọi bơm khói đó nè. Chọi đi. Lộ ghê luôn mà có thanh niên đi theo nữa. À, thôi rồi, nó đang lên, nó đuổi một đứa rồi kìa. Ở đâu nè, ở đâu vậy? Không biết. Ở kia nó rồi. Trời ơi, ghê đó. Trốn đi. Ê, mày đang trốn đâu kìa? Không, quên. Cái không nói được ba, nói ra mắt con nó biết. Tao hỏi sao tao mới quên, thì cô nó cũng nghe. Em thấy anh rồi. Thì em thấy anh, cũng đâu có làm được gì anh đâu. Khổ gì đó. Anh đứng ngay trên kia với tao mà làm gì. Ủa, nó ghê, nó nói trên kia mà không biết trên nào. Ngay chỗ cái gồng trượt xuống nè, trời, tôi muốn chuyện ông luôn á. Khá là đại khái. Xài. Dạ. Giờ tôi em nè, em chạy lên cho anh nè. Thôi bỏ đi Cun. Bùm. Rồi. Dăm ba cái đồ quỷ này làm ăn gì được Cun? Dăm ba cái đồ quỷ nè. Ôi đó ơi. Đó rồi, đi bắt người kìa. Bắt này, trời. Này nè, em bắt rồi, em bắt được 4 thằng rồi. Trời lũ đáng, tao núp ở trong hốc tự nhiên thằng kia nó tình cờ nó đi ngang qua, nó ngứa lướt ngang qua đời tao luôn. Thảo em á, em á. Tao không, cái thanh niên mà đội cái tóc giống kia. Hả? Thanh niên mà có tóc giống mày á. Tao đang núp ở trong cái tòa lâu đài cát, núp một mình nó chổng. Ủa rớt hả? Ủa phải nồi sao đứng trên này rớt xuống hay vậy? Tôi chết tôi rồi, chết rồi. Chết tôi rồi. Rồi tao thấy rồi, tao thấy con đứa rồi. Rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Đây. Đó rồi, đó rồi. À đây, có cái cây đây. Mẹ đây, mẹ đây. Rồi bị bắt rồi đó. Ủa sao quỷ gà nó biến thành cái bụi cây hả? Phải nồi. Mình đâu rất là. Ê, còn quỷ báo mập kìa, giết nó luôn đi. Bảo nãy giờ nó kêu là nó lộ nhất luôn á, mà nó vậy đó. Để em ra em kiếm bảo đó. Chưa thấy. Để ê đi ăn mấy cái siêu năng lực vô. Đi ăn mấy cái Lucky Block vô. Tao à mình có siêu năng lực đó các bạn. Đây nè, đó là mình nhấp chuột là mình sẽ sử dụng nha, biến thành flash các bạn coi nè. Chèo. Sao? Lũ đạn nó lỗi rồi, nó không cho chạm, nó hiện tia sét lên xong rồi nó siêu. Cái đó là mày phải nhảy lên, còn mỗi thằng bỏ mặt vào thêm một đứa nữa kìa, đi tìm đi. Rồi. Cố gắng tìm nó đi, nó ở trong cái bóng, nó ở trong cái chỗ đen tối nhất á.
Đấy, nó ở chỗ này cũng đèn tối. À, ok, tao bắt được con bé rồi. Đó, còn có đống mập nữa. Ủa chưa mà, còn hai là còn ba thằng lớn. Trời đất ơi, tao bắt được con bé rồi, còn quỷ mập nữa đúng không? À, không, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Đừng. Phải đi coi cái chỉ nữa. Có ai vô trong cái chỗ này chưa vậy? Đúng rồi, em lên. Hồi nãy em lên rồi. Ê, chắc đùa, trong này có thui à, sao lấy được? Đúng rồi. Trời đất ơi, đồ giả má ơi, lúc này lóc giả làm tao xỉu luôn rồi. Em đặt á. Không, cái ổ chấm hỏi màu xanh mà. Ờ, ủa cái đường đi đó là đường nào vậy? Rồi lạc lối. Anh nhảy lên, anh nhảy lên. Ủa cái đường đi đó là đường nào vậy? Có đuôi trong này luôn á. Anh nhảy lên, anh cứ nhảy lên. À, tao có tuyệt chiêu để tìm mà nè. Nữa, rồi. Anh chúng thì ốp ra là một đứa rồi. Yeah. Vậy là còn thằng Bảo đúng không? Vậy? Hai đứa, mình với một đứa nữa, đầu tiên quá. Trời ơi, đứng nó đứng trong cái khung tối thui đó không thấy đường luôn á trời. Đây nè, phải không? Bắt được thằng mập rồi. Ê, tao bắt đường mập rồi mày ơi. Nó đâu vậy? À, nó trốn ở trong cái chỗ mà tối nhất á. Nhưng mà chỗ nào ta? Ở trong mấy cái chỗ mà có mấy cái bóng râm nè, nó chiếu xuống ngay chỗ cái cầu tuột á. Phải nồi còn một đứa nữa, trời ơi. Trời ơi. Trận đầu đau nách thiệt chứ. Đau quá đau luôn. Không, mà quỷ bảo nó với chồng không thấy thì lỗ tối kinh khủng. Bây giờ mày mi luôn. Đây có tên tao rồi. Có tên mặt rồi. Ôi, Nam Cun rồi. Hổ Bảo. Trời, tao thấy hay quá mà. Ủa map này. Ê, map này khó nha. Cái map này giờ kiếm ở đâu ta? Dễ, tao suy nghĩ rồi, giờ tao nên đi trốn ở đâu đây? Tao này đang suy nghĩ là tao giờ tao chưa biết là phải trốn ở đâu nè. Tao trốn ở đâu con không biết tìm ra đó. Ghê. Ừ, trời ơi, tao 4 năm đứa nó dí là tôi. Rồi, chúc bạn may mắn luôn. Thôi rồi, ta lại xa nhau. Cấp. Kể từ đây, bao đỏ rượu nồng. Cấp. Hãy còn 1 giây nữa, 3 cốc gì mà cốc. Ta đang đờn cho mày hát đó ba. 5 4 Anh Phan Mi ơi. Ơi, 1 giây gì nữa vậy trời. Sao mà nó thương tao nó đưa coi cái chùm lông cái nào không vậy trời. Dạ. Cuộc đời nó bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Ê mà ta núp lộ thiên á mày ơi. Mày núp đâu vậy? Chỉ có đi. Lộ em ơi. Ôi, anh Bảo hả? Để giờ cứ tưởng ai chứ. Nó đây chắc được nè. Trời ơi, mới vừa mới tìm ra trong đó con của anh ta bắt mà. Rồi sao con nó đã bị bắt? Trời ơi, bỏ mặt nó đang giết con vịt kìa. Anh em mình đuổi ra anh ơi. Lên. Xúc nó. Bảo mập nó đang dí con vịt kìa. Ghê rồi ba. Bắt vịt về nuôi á ba. Bảo mập bắt vịt về nuôi á. Ông nó bắt vịt về làm biết canh luôn á. Rồi nó bắt thêm một đứa nữa. Cua nó bắt một đứa kìa. Em thấy rồi. Ủa nó chạy đâu rồi? Em có thấy đâu. Kìa. Mày đang núp đâu vậy kìa? Mày đừng có hỏi tao, tao đang trốn má ơi. Tao mà nói ra là tao sẽ chết. Tao khổ lắm rồi, đừng bắt tao chết nữa. Yeah, một thằng. Trời ơi, còn mấy thằng vậy trời. Em sẽ đánh xét thằng nào đây. Ôi, còn nhiều á. 30 chùi bắt, con ơi. Em đi bắt Nghĩa đi, con ơi. Trời ơi, thằng nào nó có cả xếp bắt nữa vậy trời. Em đó. Không, đâu có đâu, em đâu có xếp bắt đâu. Em bị đánh mà, em đánh xét đó. Rồi. Chu mi nga. À, lỗ chó, lỗ chuột ai vô, lỗ chuột không? Có lỗ chuột nữa kìa. Rồi sao? Mày đang trong ổ chuột kìa. Hả? Mày đang trong ổ chuột hả? Anh đào ổ chuột em ơi. Uầy, có một thằng ở trong ổ chuột nè. Ừ, em bắt hai thằng đây rồi, em kẹp hết rồi. Đấy rồi, ổ chuột. Hình quá má ơi. Đó, lên hốt lên kìa.
hên quá. Một rưỡi là chưa hên đâu mà. Ừ, chưa đâu. Thì biết là chưa hên nhưng mà bây giờ tao không có cách nào để mà tao biến lại thành người được. À, chậu cây. Cái cây đúng không? Rồi, xong rồi. Cái chùm lông hoài luôn á, đang nó đưa tao vô cái chùm lông hoài luôn á. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, chúc bạn đi tìm chùm lông vui vẻ. Khổ ghê, dính cái chùm lông hoài luôn á. Bỏ, bỏ cái chùm lông ra giùm con yên cái đi trời bà ơi. Bạn đi chơi trốn tìm, nhớ nhà, nhớ để lông ở nhà mà ăn cái mang lông theo hoài. Giờ có cách nào để tắt cái chùm lông này không chạy? Có. Ôi, cái chỗ trong này có một cái chỗ trốn rất là đã luôn mà không có một thanh niên trốn luôn ạ. À. Ở đâu em? Thằng Cool là chuyên gia tìm ra được cái chỗ trốn mà mình không biết luôn á. Hồi xưa giờ nó trốn nợ riết quen á ba. Trời ơi. Luôn á. Anh nói quá chính xác. Trời đất ơi, vậy luôn hả? À, phải lên đây bay qua bên kia mới được. Con người luôn luôn nghĩ đến những vấn đề mà gọi là vô sinh á. Ê, giờ còn cái chỗ nào nữa để tao trốn không trời? Chùm lông tụi bay ơi. Bà Bi ơi, mày đang núp ở đâu vậy? Vậy tao biết chùm lông luôn rồi. À đây đây. Ba mi núp bánh xe, ba mi núp bánh xe. Ba mi ở bánh xe. La gì mày ho dữ ba? Không có la dữ quá nên tao ho mà. Mày khỏi quan tâm đi, tao trốn. Tao mặc dù tao biết hình chùm lông, tao không biết lại được hình người luôn nè. Mà tao vẫn trốn được. Tao tính là mày trốn hay với bộ, mày là chùm lông mà mày trốn hay với bộ. Tao chưa thấy, ai mày có thấy chùm lông nào mà đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống không vậy? Rồi thanh niên chạy ra bị bắt vái nồi. Bắt giờ rồi. Cái chùm lông nào mà đứng ở trên chùm lông. Quyên. Bây giờ lại Quyên luôn. Tao tưởng tao bị bắt không á mày. Ủa, mày cũng biết hình chùm lông luôn hả Bobby? Có đâu, tao biết chùm lông đâu, tao biết hình người bình thường mà tao núp không ai thấy thôi. Vãi nồi. Yeah. Lớp học nè, lớp học đi. À, lớp học nãy chơi rồi, bỏ đi farm tầm ba hồi bỏ luôn đi. À, qua bên bia cà phê đi, chơi cà phê nè. Cái này mà có biết hình chùm lông á là còn biết được mà trốn. Vãi. Anh vậy đó. Ê, tính ra mày tính tới cái nước mà dáng nào mà có biết hình chùm lông luôn hả? À, thì có nói dáng nào tao cũng được làm chùm luôn đó. Ai biểu mày ăn trúng cái chùm lông mà mày còn xài nó còn chi? Không. Nhưng mà không xài thì nó bất lợi cho tao quá, tao phải xài. Nhưng mà tí vô cái map này là ảnh sẽ không biết được chùm lông. Ê mày, tao chưa được làm luôn mà giờ nó bỏ tên tao ra khỏi danh sách luôn kìa. Bỏ tên em luôn kìa. Đâu có kìa, có một tên kìa. Để nó lừa thằng Bảo. Đâu có một. À có một mình, có một tên tên rồi. Ê xém rồi, xém đâu, có được tên dính được cái cao đâu mà xém. Rồi ok, mình sẽ đi trốn trong cây ve các bạn nha, cây ve nha. Quỷ ghê, chắc lát nữa biết chùm lông nữa ra coi nè. Chỗ này có vẻ khó trốn rồi. Let's go. Rồi, luôn. Ê, Bảo ơi, nghe đồn mày rành trốn nông thôn lắm, phải không Bảo? Để tao đi theo mày nha. Mày đâu? À, tao nghe nói mày rành trốn mấy cái chỗ mà hóc hát rồi nông thôn okay, rồi đó. Ok, cấp vào bóng đêm đi. Đâu rồi? Đâu ra bóng đêm hay vậy? Ủa mà mày vô chưa? Tao đang trong bóng đêm đây nhưng mà không biết có phải vị trí của mày hay không. Ê cái ca, ê cái bóng đêm ở đâu vậy? Cái ca vé nằm ở đâu vậy? Mày. Đúng rồi, bây giờ là thanh niên đu đu. Ơi, mày đâu rồi? Mày thấy cái cây không? Thấy. À, thôi rồi, cái map này nó giới hạn độ cao rồi, không có nhảy lên được. Ủa, vãi nồi. Nó giới hạn độ cao luôn á. Cho nó tiếp vào đây xíu. Rớt cái đuôi. À, ok, đây ok rồi đó. Ở đâu vậy? Gì vậy? Kia nó coi mày ơi. Ai coi? Kia nó coi. Sao nó thấy mày coi? Em cũng trốn được một chỗ rất là kỹ luôn á, phải. Ê, mập xích qua bên trái xíu mập ơi. Lòi chân mập ơi, xích qua bên trái xíu. Mập xích qua bên trái xíu. Lòi chân. Ôi chết rồi. Rồi ok rồi đó. Luôn rồi. Rồi ok rồi mập ơi. Hay lắm. Mình đi ăn à, vô dưới đây cũng chứ không. Rồi bây giờ đi rình ngơi. Đi rình ngơi. Vẫn không ổn lắm, phải đi tìm chỗ khác. Rồi đi tìm đứa con này, đi tìm mày đó con. Nhà của con này đi vòng vòng chết nè. Không, phải đi tìm chỗ khác. Gà đi tính nó đi tìm chỗ khác, đi vòng vòng lùm chút 10 cây. Ờ, cái đó kìa trên núi kìa, trời ơi. Chết rồi, lộ thiên cái đó chết rồi. Khổ thiệt chứ. Bây giờ mấy anh đi này kìa, vừa đi là mấy anh đi này kìa, vừa dạt cỏ, dạt lông của mày kìa. Ơi giờ núp ở đâu đây, trời có đứa nào cho tao biết đường đi núp không? Đây, anh xuống cho em núp nè, em đang nghe cho anh luôn nè. Ê! Thôi rồi! 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 Thôi rồi
Trời má, quỷ kia nó la mà tao hết hồn luôn, tao nghe ra giọng của ông Bảo. Má tao nghe ra giọng của ông Bảo tao hết hồn, tao vô chỗ tao trốn tao nhìn lại hên quá. Trời ơi, đi luôn tao bị bắt luôn rồi. Khó đi chứ, trời ơi. Tao đang nhìn bên kia. Bà mày ơi. Ơi. Ủa nó bắt đầu vậy ta? Nãy nó đĩa tao mày ơi. À quên, mày ngồi cái bên nó luôn á. Thôi bỏ đi, đi chỗ khác nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, bình tĩnh. Quay. Ghê lắm mày ơi, bắt đầu lắm mày ơi. Ê, không có chơi làm gì đâu nha. Không có chơi ganh màn hình nha. Ừ, nhưng mà tụi bay ở đâu mới được. Mày không chơi nhìn qua màn hình nha, mày đừng ăn gian. Tao nhìn chi, tao đâu có nhìn đâu. Thôi, cái miệng mày nói khác chứ cái đầu mày suy nghĩ lắm. Ở đâu vậy ba? Ra, coi xem mắt cái đi. Ở đâu vậy? Má rồi. Má, cái hành đi lông nhông với má. Cái này tao không giết nha. Giờ không giết nữa. Má, hành đi lông nhông lụ, đạn ốm chúng hai đằng luôn. Ê, tụi bay ơi, con nó còn sống mày ơi. Tụi anh rồi em còn sống nè. Ê, đi hút con mày ơi. Tìm cái kia đi, tìm cái kia đi. Còn mấy đứa mà còn Ôi, tới một phút mấy nữa lận. Kinh thật chứ. Con ơi, em đang ở đâu? Em ở trong một nơi rất là kỹ lược. Em kinh cao quá, không có gì đến đâu. Chắc vậy rồi. Mà anh kia đi ngang qua em luôn hả? Ủa phải nồi. Thôi, hồi nãy thằng kia nó đi ngang qua anh luôn mà anh không bắt luôn. Ba em không thấy. Chính là chơi kỳ vậy. Bắn thua vậy à, không có thấy đường trong này luôn á. Hai ông nội là thông đồng với nhau chứ. Khúc nào để tao đấu ở đó mày ơi. Đó, chồng mấy cái cà phê á. Từ. Có chỉ đường rồi. Ở đâu, ăn đi. Hướng đó phòng, đi thẳng hướng đó luôn nha. Tao đang ở trong cái cái tìm kiếm nè. Đó bọn mập ơi, ở trong cà phê đó. Đi. Mày đang đâu? Đang tới cà phê. À, mày đang tới cà phê luôn ghê. Đi thẳng vô cà phê luôn nè. Hay lắm cun ơi. Hay lắm cun ơi. Em chạy đi đâu cun? Tao bắt được cun rồi. Hay lắm. Thằng cun nó im lặng quá. Tao vô đây tao lết. Bây giờ tao làm tao lết. Bây giờ tao gặp được nó rồi. Tao nuôi cho mày à. Rồi bắt được rồi. Yeah. Còn một người nữa. Cố lên. Tao vui quá. Tao kiếm được thánh chống nợ. Yeah, skill 1. Trời ơi, lần đầu tiên skill được 1. Hay lắm. Khó đi chứ. Ôi cho mình quá. Ủa con cua nó trốn đâu vậy? Cua nó trốn còn có cái cây da đen hồi lùi luôn á. Ta công nhận thánh trốn nợ ghê chứ. Ta đã bắt được thánh trốn nợ. Đấy baby qua đây nè baby. Rồi ok vô nè. Trên industry được chọn rồi nha. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu dòng xe may mắn rồi các bạn ơi. Ôi xe này hai chú nợ luôn đứng kế bên nhau luôn chết tôi rồi. Cái này dễ toàn lắm nè. Trời thôi sao mà đem phone là coi như đi qua đời nhau rồi. Ok, cá ổn. Ba mi. Bà cun, ba luôn. Cái map này nó có ngon không mà cười ba. Tao cười là tại vì tao không bị chọn á ba. Kế bên luôn hả? Vãi nồi. Rồi, tao đi trốn đây. Cái map này không ngon đâu. Cái map này không ngon đâu thầy. Ừ, cái map này nó rộng hơn thang luôn á. Ừ, cái map này rộng là lợi thế hay là ái cho em vậy? em suy nghĩ sao cũng được hết á. Cái ai cái chừng bị biến thành chùm lông. Thiệt luôn á, cái thề luôn á, con ghét biến thành chùm lông ghê luôn á. Anh thấy chim gian mà. Bây giờ cho cao chỗ để cao trốn luôn đi chứ giờ cao không muốn lòi mặt ra luôn á. Em thấy anh kia rồi nè. Em thấy anh làm được gì trời? Thì thấy anh trốn. Ủa sao thấy được? Ừ. Ôi. Mày đừng nghe những gì người ta nói mày hiểu không? Mày bị đánh lừa hoài. Nói vậy tao dễ dụ quá mà. Trời ơi. Rồi thấy rồi. À. Cuộc đời này có cái gì là. Trời lũ đạn ở đâu cái thằng mập trên đầu tao vậy? Vãi nồi, tao đang đứng rồi tao vô tao thấy nguyên mập đứng trên đầu luôn. Ủa là sao? Đạp đầu nó nè. Ê, Cun ơi, chỗ nào tối là có nó, Cun. Em thấy rớt chung luôn à, vãi nồi. Cái chỗ nào tối nhất là nó đó. Hợp ơi. Sai quá mày ơi, tao mày đi sai quá mày ơi.
chúng ta lạc lối rồi. Ê mày đứng cho tao đi đầu rồi được không? Trời má ơi sao lưng người mập. Anh nên thôi. Rồi rồi em thấy làm gì rồi, em thấy làm gì rồi. Yeah, tao đúng, tao win rồi. Tao win chắc luôn. Chắc không? Chắc. Được rồi. Win chắc luôn, ô má ơi. Ê mập, mày coi, mày vô mày nói đâu mập. Hai thanh niên luôn. Trời ơi, xung quanh anh ta là fan ê. Mà còn nó bị bắt, nó bắt mình luôn đi. Ê. Ba, hết win rồi, hết win rồi, hết win rồi. Anh ơi, hết win rồi anh ơi. Tôi hết win rồi. Thank you luôn ạ, rồi xuống đây em. Em đi bây giờ. Chạy đi, chạy, chạy, chốt liền đi, nguy hiểm quá. Má ơi, thằng kia nó quá kìa, thằng kia nó quá, chạy, chạy. Mày đi đâu mày qua đây vậy ba? Ơi ơi, nó bên kia kìa, chạy ngược lại. Chạy mình chết rồi. Ê, sao đông vui vậy? Ê, bọn ta điên nè, chết, trời ơi. Quay. Thôi. Đang nguyên. Ta cứ đâu có đứng trên đó là tao nguyên chứ. Nó vẫn có cái đường này nó nhảy lên má ơi. Thì thương hết chứ. Tao cảm thấy con thất vọng về tao quá. Hồi nãy tao mới nghe mày nói câu gì á kìa. Nó đang ở đâu vậy bảo mong? Tắt nhóm rồi. Ba mi, ủa sao nãy ba mi nó trốn được hay vậy? Gì ba? Ủa sao nãy ba mi nó trốn được hay vậy? Tự nhiên nó đè mình câu ra nó dí khổ chứ. Ông dịch hả? Rồi, biết hướng rồi, biết hướng rồi. Ê, ba mi đang đâu vậy bảo mập? Anh bảo bị bắt rồi hả? Ừ, bị bắt rồi, còn ba mi vậy? Ba mi à, em biết hướng là ba mi mà, anh ở trong đâu mà. Ha, bỏ rồi. Trời là u đen. Tụi bây giờ gì kỳ vậy? Em chạy cái gì lướt hả, bỏ rồi. Đây, còn nữa. Còn. Đi ra đi kìa. Có ai có cái kia chưa? Kim chỉ thiên gì đó. Kim chỉ nam ba. À kim chỉ nam gì đó. Làm như súng vậy chứ thiên. Đây có. Chỉ đây. Mày muốn mày quăng đâu mày mở đại đi ba, mở đại là nó chỉ đó. Thùng đen. Thùng đen là ở đâu? Kìa thấy rồi, đi qua đây. Thùng đen hai tầng. Ở đâu vậy? Ủa nó chỉ hướng rồi sao mày thấy được hay vậy? Thùng đen hai tầng. Trời má, giờ đây có thu luôn á, không thấy đường luôn á. Còn ba đứa lận má ơi. Trời ơi, con mệt não với cái trò này quá rồi. Rồi, xong phim luôn. Rồi, biết rồi. Rồi, ok, dừng clip luôn. Rồi, ok các bạn, thì bốn đứa mình hôm nay sẽ dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này, nhớ lại cho bốn đứa mình một like, một share cho channel của ba để mình nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.